What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Thì dạo gần đây mình có review rất là nhiều cái dòng bàn phím mà dạng keycap trong suốt rồi. Cho nên thì hôm nay mình sẽ quyết định là review thêm một em bàn phím trong suốt nữa. Đây là bàn phím Aula F3032, là một trong những dòng bàn phím mới nhất của thằng Aula. Và để xem thử coi là với cái bàn phím này của Aula thì nó sẽ có những cái gì đặc biệt nhá. Rồi, ok, let's go. Về cái cách đóng hộp thì chúng ta sẽ thấy được là cái thằng Aula này nó khá là chỉnh chu khi mà đóng hộp, nhìn rất là bắt mắt. Đồng thời là nó sẽ có in rất là nhiều thứ tiếng ở đây. Đó, ở ngoài thì nó sẽ có in cái hình bàn phím luôn. Logo Aula mình thấy nó xuất hiện ở khắp mọi nơi luôn á. Ở phiên bản mình mở hộp hôm nay sẽ là phiên bản màu trắng. Đó, rất là đẹp. Chúng ta sẽ vẫn được tặng một cái cover khá là xịn sò để chắn bụi ở đây. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và như thường lệ thì với những cái dòng bàn phím này thì các bạn nên giữ cuốn này lại, tại vì nó rất là hữu ích. Tại mỗi thằng bàn phím thì nó sẽ có một cách chỉnh khác nhau. Chúng ta sẽ có được tặng thêm một cái khăn để lau bàn phím và một cái kim buller, kim squid buller. Một cái dây cáp, dây cáp này thì khá là bình thường, dây cáp nhựa, không có gì đặc biệt. Chuyển từ tay A sang tay C. Và một số cái switch để dự phòng thay thế. Đó, ok, hết rồi. Hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút thì mình sẽ đập hộp luôn một em bàn phím nữa cũng là mã này, nhưng mà sẽ là màu màu đen nha các bạn. Đây, màu đen xanh. Với cái màu đen xanh này thì mình thấy cũng khá là nổi bật với cái kiểu màu xanh lá nổi bật tông lên đấy, giữa một cái màu đen smog giống như cái bộ keycap của thằng Aula. Thì cái thằng màu xanh đen này nó vẫn có cái dòng chữ Aula với những một số các cái ký tự đặc biệt ở đây, nhìn rất là bắt mắt, kiểu như hơi cyberpunk một xíu. Đó. Ok, về cái màu đen thì các cái nội thất bên trong thì nó cũng không khác gì so với lại phiên bản màu trắng. Quay trở lại với em Aula F3032 thì như các bạn thấy, đây là một cái con bàn phím size TKL với thiết kế kiểu trong suốt, khá là giống với lại con F68. Đặc biệt là các cái ký tự ở trên bàn phím thì nó sẽ có các cái nút có cái ký hiệu đặc biệt, nhìn rất là đẹp. Màu trắng thì là pha trộn giữa màu đen, ký tự màu đen, và tất cả sẽ là màu trong suốt hoặc là màu trắng. Đấy. Màu xanh đen này thì nó cũng tương tự như vậy. Khi mà cầm con này lên thì mình có cảm giác khá là cứng cáp, không có giống như những cái con bàn phím mà sử dụng cái kiểu trong suốt thì thường là nó sẽ hơi mỏng manh, nhưng con này thì nó rất là cứng. Chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có size TKL căn bản với các cái nút điều hướng ở đây và những cái nút function ở bên này. Đây là một cái size mà các bạn có thể chơi keycap rất là đơn giản và cũng như là rất dễ sử dụng, rất dễ tiếp cận, là vì bây giờ hầu hết thì tất cả các bạn đều sử dụng cái size này. Chúng ta sẽ thấy được cái vỏ của nó sẽ là vỏ theo cái kiểu màu trắng, nhưng không phải là hoàn toàn trong suốt mà là trắng đục đấy, đủ để cho chúng ta có thể nhìn thấy được các cái linh kiện ở phía bên trong. Nó sẽ có một cục pin khá là dài ở đây. Về mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được là nó vẫn có trang bị cái nâng hạ độ cao 2 nấc khá là ngon nghẽ, một cái ngăn để chứa cục USB receiver. Đấy, và các cái đệm cao su chống trơn trượt. Phía sau thì chúng ta sẽ thấy có một cái cần gạt on off để bật tính năng không dây hoặc là có dây. Đấy. Tương tự thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở phía trên màu đen. Về phía màu đen thì mình thấy phía sau nó màu smog, đồng thời là các cái foam của nó một màu đen luôn, cho nên là nhìn nó sẽ không thấy rõ bằng cái bản màu trắng trắng đục. Chúng ta sẽ thử nhổ và xem thử cái keycap của hai thằng này nó như thế nào nha. Ok, về keycap thì mình thấy nó hoàn toàn giống với thằng Aula F68 luôn. Đây cũng là keycap trong suốt từ trên xuống dưới, và nó sẽ có khắc ký tự ở phía bên trên. Màu trắng cũng tương tự như vậy. Đây. Và nó sẽ là trong suốt hoàn toàn, nhìn xuyên thấu luôn chứ không giống như những cái thằng như cái thằng Sigma X75 thì nó sẽ là kiểu hơi đục đục một xíu ở phía bên trong. Cả hai mã màu đen và màu trắng này đều sử dụng chung một cái dòng switch
màu trắng như thế này. Trên thân Swift thì sẽ khắc cái chữ Leopard, đây là một trong những cái hãng Swift của thằng Aula, nó tự sản xuất luôn. Và cái Swift của cái dòng này thì sẽ là Swift tactile, tức là nó sẽ có đi qua một cái khớp, và cái khớp của con này cũng khá là rõ rệt đấy. Và khi mình bấm thì tiếng của nó nghe cũng khá hay. Đây là một trong những cái con Swift mà mình thấy hay nhất của thằng Aula từ trước đến giờ, hay hơn cả cái dòng S68 luôn các bạn ạ, tại vì nó là tactile mà gõ cái tiếng của nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Và con Swift này thì cũng đã được pre-loop rồi nha các bạn, đó, nó sẽ loop sơ qua rồi cho nên là bấm nó cũng sẽ rất là mượt. Ok, chúng ta sẽ nhìn xuống cái dưới mặt một chút. Em này sử dụng mặt hot swap, mặt ngược 5 chân như thế này. Và chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là phía dưới nó sẽ có kèm theo một cái tấm foam ở trên PCB. Và ở phía dưới đáy thì chúng ta cũng thấy có một cái tấm foam màu đen nữa. Vậy là con này nó đã lót full cho chúng ta foam từ trên xuống dưới rồi. Tuy nhiên thì nó lại không có switch pad giống như con F68. Đó. Cho nên là cái con này giá nó sẽ rẻ hơn một chút so với F68. Ok, thì em này đang sử dụng snap custom của thằng Aula luôn. Và cái snap này nó cũng sẽ được làm bằng nhựa trong suốt như thế này. Slider thì của nó sẽ là làm bằng trắng đục giống như cái switch luôn trên đồng bộ. Snap thì được cân chỉnh sẵn và nó đã có lúc sơ, cho nên mình khi mình sử dụng snap thì hầu như không có nghe tiếng lọc sọc, cũng như là rất là chắc chắn, không có lay được luôn, nó cứng lắm. Và nó gắn chặt với plate, cho nên là khi mình sử dụng thì hầu như là đây là một trong những cái snap mà mình thấy nó gần như là hoàn hảo rồi. Các bạn chỉ có việc sử dụng thôi. Đây, đấy, không lọc sọc một xíu nào luôn và nghe tiếng rất là chắc nữa. Về cái độ cao của keycap thì em này đang sử dụng độ cao là MDA như những cái dòng keycap của thằng F68 mà thôi. Đấy, với cái độ cao này thì nó sẽ cho cái cảm giác keycap nó bầu hơn một xíu, và cái độ cao của nó cũng xấp xỉ bằng OEM cho nên nó cũng gõ khá là thuận tay. Vì cái cáp nó bầu gần gần giống như là SA, cho nên khi mình gõ thì tiếng của nó sẽ vang hơn một xíu. Đấy, cái tiếng nó cũng khá là đặc trưng. À, tuy nhiên thì đây là nhựa PC, cho nên là cái tiếng của nó sẽ không hay được bằng nhựa PPT nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở hai cái bàn phím này lên cho các bạn xem. Đấy, chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt thôi. Con này thì sẽ có hỗ trợ 3 mod cho các bạn. Chúng ta có thể dùng USB receiver hoặc là có thể dùng Bluetooth. Đó. Đây, như các bạn thấy thì khi mở hai con lên thì LED nó cất rất là sáng. Nó sáng đến nỗi mà cái camera của mình nó phải kéo cái độ sáng của video lại để cho nó có thể nhìn thấy rõ. Còn nếu như các bạn nhìn ở ngoài đời thì nó sáng kinh khủng khiếp. Về cái chế độ LED thì em này tất nhiên nó sẽ có hỗ trợ phần mềm LED RGB 16,8 triệu màu. À, kèm với con switch trong suốt như thế này nữa thì cái LED của nó lên rất là bá đạo. Đó. Kể cả là phiên bản màu đen hay màu trắng thì LED của nó lên cũng rất là sáng. Và như các bạn để ý đó là khi mà bật LED lên thì nhiều khi những cái bộ keycap trong suốt hoàn toàn như thế này, cái LED nó quá sáng, nó lấn luôn cả cái ký tự. Nên nhiều khi chúng ta sẽ không nhìn rõ ký tự nếu như mà chúng ta bật độ sáng hết cỡ như thế này. Cái này thì cũng tùy người thôi, có người thích, có người không. Có người thì có thể thích cái kiểu siêu sáng như thế này, nhưng mà có người thì thấy nó sẽ hơi chói lóa. Con này có cái dở đó là cái space này, mặc dù là trong suốt nhưng mà nó không có cho thêm một hai cái con LED ở đây nữa, giống như những cái con giống như con Singman mà mình đã từng review rồi đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ đỡ chống chải hơn. Đây là một cái điểm yếu của những cái bộ keycap ở trong suốt. Ok, về các cái chế độ đèn LED của em này thì có lẽ là mình sẽ làm một video riêng về các chế độ đèn LED. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết thì với những cái đèn LED RGB như thế này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ, có phần mềm tùy chỉnh vân vân, có cả LED nhảy theo nhạc nữa đấy, các kiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là cái phần gõ sao test của em này. Và em này sẽ là sử dụng một con switch tactile. Đây là một trong những cái điều đặc biệt. Trước giờ thì mình thấy hầu hết là dùng linear thôi hoặc là blue, nhưng mà con này thì dùng tactile thì khá là hay. Và trước khi vào gõ thì mình sẽ có hướng dẫn sơ qua một số chút về cái chỉnh LED. Thì chúng ta sẽ ấn FN cộng với lại Insert ở trên này, nút Insert đó, để mình đổi các cái chế độ đèn LED. Và nếu như mà mình đã ưng chế độ nào rồi thì chúng ta sẽ có thể đổi màu bằng cách FN cộng Del. Đây,
để chúng ta sẽ đổi màu tùy vào cái sở thích của mỗi người nhé. Còn nếu không, chúng ta có thể sử dụng phần mềm để mà tùy chỉnh. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh tăng tốc bằng FN qua phải, hoặc là tăng hoặc giảm độ sáng bằng FN lên trên hoặc là xuống dưới. Đó, đây là những cái chỉnh LED cơ bản thôi. Còn ngoài ra thì có rất là nhiều chức năng khác thì chúng ta phải sử dụng cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng á. Chứ còn nếu không thì rất là khó mà có thể nhớ hết được các cái thao tác cũng như là các chức năng của bàn phím này. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang sao test nhé. Ok, thì như các bạn vừa mới nghe cái tiếng gõ của em này thì rõ ràng là cái tiếng của nó nghe rất là chắc, và cái dạng thật thai thì nghe nó khá là nổ. Và có một cái cảm nhận khá là đặc biệt, đó là cái khắc của em này rất là rõ ràng, chứng tỏ đây là một dạng switch cũng khá là ok. Bọn Aula này nó làm cũng rất là chỉnh chu, cho nên khi mình gõ thì cái cảm giác có khắc của nó rõ ràng hơn rất là nhiều so với những cái switch của thằng Otemu hay là của thằng Cherry. Đó, cái khắc nó rõ ràng lắm, không giống như những cái switch brown như bình thường đâu. Nếu như các bạn thử thì các bạn có thể có cảm giác khá là giống với lại thằng Panda đó. Đó, một trong những cái con mà có khắc to rõ. Thì đây cũng là một con switch mình đánh giá khá là cao. Có một cái nữa đó là cái tiếng của nó rất là chắc, mà cũng như là không có bị lọc sọc nhiều, do là em này đã có lúc sẵn rồi, cho nên gõ cũng khắc rất là ngon luôn. Thì với cái tầm giá khoảng hơn 1,5 triệu thì các bạn nghĩ sao về một em bàn phím như thế này? Một em bàn phím nếu như các bạn là một tín đồ của tactile thì có lẽ là không nên bỏ qua. Đồng thời nếu như các bạn muốn một cái bàn phím cơ độc lạ, nó có bộ keycap trong suốt LED chí chóe dùng để đẹp co ở trên bàn, thì nó cũng là một sự lựa chọn khá là tốt. Ngoài ra thì nó vẫn sẽ có hỗ trợ cho chúng ta những cái tốt nhất mà hiện nay các cái bàn phím có thể hỗ trợ, đó là hot swap 5 chân. Chúng ta vẫn sẽ có 3 mod RGB các kiểu, đó, kết nối không dây luôn. Các anh em thấy như thế nào về bàn phím này? Nếu mà có ý kiến gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới phần comment nhé. Nếu như các bạn muốn tham khảo link mua thì mình có để link ở trong phần mô tả của video nhé. Cái này mà kết hợp thêm một con chuột không dây trong suốt như thế này nữa thì phải nói là bá cháy luôn, một combo không thể nào mà cưỡng lại được. Đó, quá đỉnh. Đấy, nếu anh em muốn mình review con chuột này thì cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear đấy. Bye bye.